Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng kẻ thù của Moscow đang đẩy thế giới tới thế chiến 3 và một thảm họa toàn cầu. Một cuộc chiến tranh toàn diện đang được phát động chống lại Nga. Mỹ và châu Âu bơm cho kẻ thù của chúng ta đủ loại vũ khí sát thương. Họ còn khuyến khích khủng bố ở các khu vực biên giới Nga, thực hiện các vụ phá hoại và ám sát chính trị. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm 12 tháng 5. Ông Medvedev cho rằng kẻ thù của Nga thực sự đang đẩy thế giới tới bờ vực thế chiến thứ ba cũng như một thảm họa toàn cầu, trong đó không bên nào có thể thắng. Ông cũng tuyên bố Nga tiến hành chiến dịch tại Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của hàng triệu người, chỉ trích Mỹ triển khai nhiều vũ khí hạt nhân tới các quốc gia NATO gần Nga. Câu hỏi đặt ra là ai mới là bên đẩy thế giới đến gần ngày tận thế hơn, ông Medvedev nói. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cảnh báo nước này sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý để buộc những kẻ đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rất khó để thực hiện điều này tại các tòa án quốc tế. Hồi tháng 10 năm 2022, ông Medvedev cũng từng cảnh báo về khả năng xảy ra thế chiến 3 khi Ukraine nỗ lực xin gia nhập NATO. Hồi đầu năm, ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh gần như châm ngòi thế chiến 3 bằng cách chuẩn bị tấn công Nga, khiến nước này buộc phải hành động. Ông Medvedev thường xuyên đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhắm tới Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. Theo VnExpress, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.